chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái tool iSalou để uh, restore iPhone với cái mục đích là nó sẽ unpin các thông số um, của cái iPhone như là Rosaline, AmiAn, camera sau và LiDAR lên cái server Ruban thì khi mà các bạn restore bằng cái iSalou rồi đó, nó các bạn thứ nhất là các bạn sẽ không cần phải đục ổ cứng ra nữa, thứ hai nữa là cái iPhone không cần phải còn cái dây cảm biến zin và cũng không cần phải còn cái dây camera zin luôn, tại vì trong cái quá trình mà nó, cái quá trình mà restore bằng cái tool sau này nè, nó lúc mà cpu và ổ cứng nó đang đồng bộ á, thì nó sẽ lấy như nó thì cái thì cái phần mềm này á, nó sẽ lấy nó lấy được những cái thông số chính xác của những cái số seri của camera những cái số seri của dây cảm biến rồi những số seri của lidar đó và nó và nó sẽ gắn vô cái số uh, CD chính là cái mã cái mã men đấy bạn rồi rồi nó đưa lên cái server lưu nên sau này á, các bạn chỉ việc cấm cái iphone mà vào á, tự động tự động cái tool lưu ban nó nó nhận biết được cái cái mã men cái mã men của iPhone của bạn và nó sẽ tự động nó sẽ kéo những cái file những cái file mà các bạn đã, đã đã, lưu về rồi bây giờ bước đầu tiên là các bạn sẽ tải cái tool iSalo về các bạn lên cái trang iSalo.com để tải về các bạn cứ tải về và cài đặt như bình thường đi rồi sau này mà khi mà trong cái quá trình mà các bạn làm các bạn đang làm mà ok á mà tự nhiên một ngày đó các bạn làm mà nó bị nó bị lỗi á thì các bạn cứ việc lên cái trang chủ các bạn tải về thôi có có thể là cái tu nó sẽ lôi nó update cái phần mềm mới các bạn lên các bạn tải về các bạn cài đặt đè lên rồi các bạn làm là ok thôi rồi cái bước thứ hai nữa là các bạn sẽ lên cái trang ipsw.me để chi để các bạn tải những cái những 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 cái file mà restore iphone về cho nó nhanh các bạn có thể tự tự các bạn tự động tải bằng cái tool này cũng được nhưng mà nhưng mà cái tool này lâu nè nó nó đẩy những cái file đó bên server Trung Quốc đó, nên các bạn tải rất là lâu nên nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn cứ lên trang ip.me các bạn tải về rồi các bạn copy vào cái thư mục của ai sao lâu là ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành các bạn ha. các bạn lên trang ai sao lâu.com để các bạn tải phần mềm về nếu như các bạn xài mắt hoặc là xài những hệ điều hành khác thì các bạn nhấn vô đây rồi các bạn chọn thôi. Các bạn muốn chọn sai hay điều hành, là các bạn chọn file hay hành nói riêng mình chạy Windows, thì mình sẽ chọn cái file cài đặt cho Windows. Sau khi tải về cài đặt thì các bạn tiếp tục lên trang ibd me để các bạn tải cái file rất to iPhone về. ở đây mình um, chọn iPhone 10, iPhone 11 để demo các bạn thì mình sẽ mình sẽ chọn vào iPhone 11 thôi. Các bạn sẽ chọn một trong những cái file mà màu xanh nó có nghĩa là những cái file mà iPhone mà Apple họ chưa họ chưa có khóa sai, họ vẫn còn cho chạy thì các bạn chọn file nào cũng được các bạn tải về sau đó thì các bạn sẽ bật cái tool xa um, lâu lên rồi các bạn lưu ý một điều này ha khi bật tool lâu lên là lúc này các bạn sẽ cắm cái iphone vào các bạn đừng có đừng có chuyển qua mấy cái hương mục chạy liền như vậy các bạn cứ để chọn ngay một cái táo để các bạn theo dõi thôi cắm iphone vào khi mà máy tính nó nhận iphone và cái tool các bạn phải quan sát nha nó nhận iphone ok chúng ta mới làm trường hợp mà nó chưa nhận nhận là có nghĩa nó đang bị đụng driver giữa iTunes hoặc là salo lâu salo thì các bạn cái lúc đó thì tính sau các bạn ha rồi sau khi mà cái tool nó nhận tốt cái iPhone này, các bạn thấy không? Nó hiện lên cái cái thông số iPhone đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chọn vào cái mục để chúng ta test pin. Rồi, cái dễ nhất cái đơn giản nhất là các bạn chọn vô cái mục 1 2 3 cái cột cái cái dòng hàng thứ ba ha. Rồi các bạn thấy thường là các bạn sẽ bị gặp vướng mắc ở chỗ này nè. Cái chỗ này nó không có hiện xanh lên để cho các bạn chạy đúng không? Đó là do là các bạn chép file chưa có đúng thư mục á. Thứ nhất là trường hợp đầu tiên là là may là, là cái tool nó chưa nhận được cái iPhone còn trường hợp thứ hai nữa là do cho bạn chép file chưa đúng thứ một thôi rồi bây giờ các bạn muốn chép file đúng thứ một thì các bạn sẽ chọn lên cái mục này rồi các bạn thấy cái thư mục mà nó chứa file của cái tool này nó nằm ở ổ um, như máy tính của mình nó thì nó nằm ở ổ đê đúng không các bạn nó nằm ở ổ đê còn máy tính của các bạn hãy nó nằm ở cái ổ khác thì các bạn cứ làm theo đúng cái ổ quan thôi ha sau đó thì mình sẽ copy cái file mà mình download về thì cái file này copy nó nằm ở đâu thì các bạn download về nó nằm ở đâu các bạn sẽ biết ha rồi mình sẽ chọn ngay ổ d rồi mình chọn salo data rồi bắt đầu mình chọn thêm file rồi mình chọn vào thêm ip đó chính là cái thư mục mà các bạn chép file vào trong cái thư mục ip này nè các bạn chép cái file download về các bạn thả vô rồi bát vô nếu như các bạn download bằng cái tool để cái tool sau lâu tự download thì thì nó cũng sẽ download về nó copy trong cái thư mục này thôi nhưng mà do cái server Trung Quốc nó lâu á nên chúng ta chúng ta làm bằng tay cho nó nhanh chúng ta copy ở bên IPSD và chúng ta copy chúng ta thả vào đây rồi sau khi thả vào là đúng ra là nó nó sẽ xanh đúng không các bạn nhưng mà các bạn thấy không nó vẫn chưa có xanh cái này là do là chúng ta chưa có chọn đúng chúng ta chưa có chọn đúng 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 cái version iOS để chúng để cho cái tool này nó chạy thôi các bạn nhấn mà chọn đúng là tự động nó xanh lên các bạn thấy chưa rồi bây giờ bây giờ mình sẽ thử à. rồi các bạn thêm một vài cái lưu ý nữa các bạn khi mà các bạn chạy các bạn lít ở cái mục này chứ không có lít một bài tool ha rồi cái mục mà các bạn thấy có cái dấu xanh xanh đó chính là cái mà sau khi rất to xong nó lên pin đó còn cái mục ở trên này là chính là cái mục mà rất to không mất dữ liệu á các bạn cứ việc copy mấy cái chữ tiếng tiếng Trung Quốc đó các bạn thảo vào Google, Google dịch là Google dịch là các bạn hiểu à nó bây giờ mình xóa thử nè thì mình xóa cái file đó là nó không có file nó 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 mở đi liền nó không có cho chạy thì mình copy lại các bạn thấy sau khi copy xong thì nó lại xanh tiếp này mình làm nó cho các bạn hiểu rồi sau khi ở cái cột 3 này nè nó nó, nó dễ hiểu hơn mà các bạn hiểu sơ sơ rồi đúng không mà chúng ta chỉ qua cột đầu thì cái giao diện nó nó sẽ nó sẽ trực quan hơn đây mình sẽ nhấn vào rồi để bạn thấy nè ok cái cột đầu tiên nó cũng y chang cột này thôi nhưng mà nó có nhiều lựa chọn hơn không nó sẽ hiển thị ra những cái phần mềm mà như các bạn muốn chạy phần mềm nào các bạn download về còn riêng cái 17 bốn một này là mình download mình mình copy sẵn đó thì nó xanh nó cho chạy thôi nó bên cái tích đầu tiên này chính là cái là cái to giữ dữ liệu nè còn cái tích ở đầu còn cái tích này là chính là cái mà rất to xong lên pin đó còn cái tích dòng thứ hai này là khi mà các bạn làm pin 17 bảy bốn các bạn nhấn vào đây các bạn chạy tự động nó sẽ nó sẽ fit pin để cho nó nhận phần trăm thôi rồi nó to rồi bây giờ nè bên này nè các bạn thấy không những cái chữ bên cái cột trái này là nó là đau thôi những cái iOS đó chưa có đau lót thì hiện lên để cho các bạn đau lót vậy thôi bây giờ mình sẽ xóa mình sẽ xóa đi file đi thấy không đó, nó nó bị mất tiêu rồi nó đâu có còn file đâu nó bắt các bạn phải đau lót thì các bạn phải đau lại còn trường hợp các bạn copy mà các bạn thả vô thì cái tool này nó thấy có file rồi thì nó không nó không có cần các bạn phải đau lót nữa đó các bạn thấy không rất là dễ hiểu Rồi trong quá trình mà các bạn mà rét to cái iPhone á, ví dụ mà các bạn đang rét to mà nó nửa chừng mà nó lỗi hay là nó nó bị rét to mà nó lỗi hoài thì các bạn cứ cãi nó đi, các bạn cứ việc nhắn qua các bạn xem cái cái tích này nó xanh chưa. Lúc mà nó chưa có file thì nó không nó không có xanh đâu các bạn, mà lúc mà nó có file rồi thì nó xanh thôi. Còn chắc ăn hơn nữa các bạn bật cái tool Nubank lên, các bạn bật, bật tool ban lên các bạn xem xem những cái thông số nó đã nó đã pin lên server chưa. Nó pin lên server rồi thì lúc đó cái máy các bạn mà nó đang chạy giữa chừng nó chết thì nó bị treo táo rồi, nó bị treo cấp đĩa đúng không? Thì các bạn cứ cái việc gắn vào iTunes các bạn chạy lại cho nó lên các bạn gắn vào bài YouTube các bạn chạy lại cho nó lên là ok à. rồi thêm một cái trường hợp mà các bạn hay gặp nữa là câu cứng các bạn nó bị đầy rồi hoặc là câu cứng chậm quá các bạn muốn thay đổi cái đường dẫn qua câu cứng khác nó nhanh hơn đó. thì các bạn cứ việc vào ổ vào vào cái hư mục này chỉ định lúc nãy á các bạn copy cái cái sao các bạn thả qua cái ổ cứng các bạn mong muốn rồi sau khi thả xong rồi các bạn vào cái tuôn các bạn chọn lại cái đường dẫn chọn lại đường dẫn mới thôi các bạn nhấn ở đây rồi các bạn chọn cái đường dẫn mới không? Nhưng mình á thì mình chọn qua ổ um, SSD. Rồi. Sau đó mình chọn cái thư mục Salodata rồi mình nhấn vào cái select folder là ok. Nó bạn thấy không? Nó cho nó bắt đầu nó chọn nó nó hiển thị thư mục mới rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vào bên này nó vẫn còn thư mục nè, ổ D vẫn còn thư mục nè. Bây giờ mình vào ổ T mình sẽ thao tác thử 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 trên cái ổ ổ E này các bạn thấy không? nó bây giờ mình sẽ xóa file trên này các bạn thấy không? nó 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 sẽ có tác dụng trên cái trên cái phần mềm liền. Giờ mình xóa file các bạn thấy phải oh, không? Nó mất liền nó đâu cho chạy đâu. Rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ việc uh, copy lại cái file mà các bạn thả vô thôi. Ở đây mình demo cho các bạn xem để bạn dễ hiểu hơn ha. Rồi hy vọng là sau cái video này các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách mà mình sử dụng cái tool AsaLow này để in pin những cái thông số lên server lưu ban để làm uh, làm cho những cái máy uh, bị lạc dây hoặc là những cái máy bị uh, bị lỗi quá ha.